đồng phẳng phiêu đẹp đấy nhỉ Hello, em xin chào chị bà con các bác nhá Dạ vâng, em kênh Thương hiệu Đồ Ngạn TV Xin chào tới tất cả các bác anh em nhà vườn trong Tây Nguyên nhé Dạ vâng, hiện tại hôm nay em đang vào chỗ vườn của nhà bác trai ở trong này Thì tí nữa em sẽ giới thiệu tên tuổi cho các bác anh em xem đây Cái vải này vải u hồng à, Hiện tại à, ừ. em đang quay video ở vườn của nhà bác trai Đây là ở thuộc của ESA các bạn Thì à, à, đây bác chủ vườn đây không? Thì à... chào bác nhá. à, Bác ơi cho em hỏi bác là bác bá là tên là gì Và bác bá đang sinh sống ở khu vực này gọi là thôn xã gì ạ Báo cáo với anh tôi là tôi như vậy là Trần Hậu Thị Và vâng. đang cư trú tại thôn Tạm xã Huyền Hải Ca tỉnh Đắk Lắc Dạ vâng vâng Dạ vâng thì là bác Thụy nhỉ Thị, thị. Bác Thụy thì ở thôn 8 xã E Sa huyện EK tỉnh Đắk Lắk các bác nhá. Thì cái vườn này của nhà bác là trồng được mấy năm rồi nhỉ? Vườn này là, là trồng được 5 năm tuổi rồi các bạn. Thì hôm qua bác hôm qua hôm kia mới khoanh thôi phải không? Vâng. Hôm qua hôm kia mới khoanh này. Rồi ok bác cái khoanh vết khoanh sạch lắm thì các bác lưu ý này vì cái vết khoanh cho cái vải của 4 năm tuổi và dưới 10 tuổi như này thì các bác hãy cố gắng khoanh như này để cành thở này để mà cành thở này này cái này bác để cành này nữa là hai cành thở rồi và để một cành thôi xem cái cành nào xấu nhất để cành thở nhé cành kia bác khoanh lại kìa để cái cành to để bắt quả Vâng vâng em mời các bác anh em đi tham khảo một vòng vườn của bác bác ở thôn 8 xã xa nhé các bác nó ESO cả nha. Vâng Vâng đúng rồi Lá này là tốt rồi Rồi ok Đẹp lắm lá mượt không sâu bệnh gì luôn <laughs> Đẹp ừ. lắm vết khoanh Nói chung thì các bác lưu ý là cái vết khoanh này Các bác cây vải thì nó ưa khoanh đau một chút Vì cái lớp cây vải này Mà, mà trồng được từ 5, 6, 7 tuổi Quay về ấy thì các bác khoanh nó rất chi là hay dễ chết nhưng mà các bác để lại cành thở thì lại không không lo nhé các bác nhá đây cái tầm lá này khoanh đẹp rồi này tầm này khoanh đẹp này vì cái đầu nó kim như này thì các bác khoanh nó sẽ nó sẽ không 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 bị già đầu già đầu lọc thì nó sẽ không bị bật lọc này đấy lá tốt lắm thì đặc biệt là các bác lưu ý trong cái thời điểm này thì các bác ở hiện tại trong khu vực các bác trong tây nguyên này thì cái thời điểm này nó như năm nay nó mưa nhiều hơn mọi năm các bạn thì đến tháng 10 trong này bắt đầu mới mưa nhiều bác nhỉ đúng không tháng 10 âm lịch là bắt đầu trong này mưa nhiều đấy là lúc ấy là kiểu như là miền bắc là lúc cái không có mưa đâu bắt đầu giờ là chuyển miền nam là lúc cái có mưa này những cây này thì uh, mấy hôm nữa khoanh được các bạn cây này mấy mấy hôm nữa tầm uh, tuần nữa khoanh được rồi cái lớp này ấy. Cái này bác mới khoanh được một ít một số cây thôi phải không? Ờ, mới được một số cây nào xanh lại khoanh như con đi vang thôi đúng Vâng đúng rồi Thì à, vườn của bác mới trồng được à, 5 tuổi rồi Thì à, các bác à, vườn này vẫn là vườn nhỏ Thì vườn này của bác là trồng được à, 200 ừ. cây nhỉ? Vâng à, 200 cây Vườn này của bác Thụy là trồng được 200 cây các bác Đây như những cái lớp như này thì ok là không có sao này còn về cái lớp lá lọc nào của các bác ấy, thì tí em sau quay nhé Thì những cái nào cần dùng thuốc để phun sao cho nó nó dày lá, nó nhanh già Thì các bác hãy liên hệ và các bác xem nhé Xong rồi để đến uh, lúc, đến thời điểm khoanh sao cho nó an toàn nhất Đây, cái lớp này của bác ấy cũng là cái lớp khá đẹp rồi Lớp này đang ban như này rồi Lớp này thì hiện tại là Em xem hôm nay là bây giờ nó đang là Bao nhiêu nhỉ Để em quay video cho các bác, các bác xem nhé Dạ vâng, thời điểm quay video cho các bác đây là hiện tại giờ đang 9 giờ 47 phút thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2024 của dương lịch các bác nhé. Còn âm lịch thì hôm nay cũng là thứ tư ngày mùng 9 tháng 8 năm 2024 của âm lịch các bạn. Đây, đây các bác nhìn những cái lớp lọc cái này này. những cái lớp này thì nó kịp này, không có phải sao hết, không phải lo lắng gì những lớp màu như này nhá. Thì có bác nào có vườn mà có lớp màu lá vải đang ban như này ấy thì nó rất chi là kịp không không có gì phải lo lắng gì cả các bác. Thì làm sao từ giờ đến hôm nay mới là vòng mùng 9 tháng 8 âm lịch. Mùng 9 tháng 8 âm lịch. Thì từ giờ cái lớp khoanh của bác từ những cái lớp này này. Những cái lớp ban đỏ nào như thế này này thì các bác có những vườn như này nhá. Thì các bác hãy ra em lấy thuốc để phun cho nó nhanh già lọc và cho nó 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 dày lá này. Thì như này sẽ nó an toàn hơn cho các bác khi đến cái thời điểm khoanh của cuối tháng 8 sang đầu tháng 9 âm lịch này là cái đợt khoanh quyết định cho cây vải bước vào giai đoạn ủ hoa các bác nhá. Thì ở miền Nam và miền Bắc thì chênh nhau 1 một tháng. Khi ở ngoài Bắc thì thời điểm cuối cùng thì là thời điểm của tháng 10. Nhưng mà trong Nam thì trong Tây Nguyên thì các bác là thời điểm cuối cùng thì lại thời điểm là của tháng 9 âm lịch các bác thì tại sao thì trong cái thời điểm đó thì nó cũng liên quan đến chỗ có thể bắt đầu từ tháng 9 đầu ra bắt đầu từ tháng 9 đổ ra các <laughs> bạn chào anh nhá chú nhau vừa ăn hả Đấy, à, đây. Là, đây. anh anh có vừa anh có vải không có, nhưng mà cho à. à, họ làm à trong này làm vải tốt mà anh trong này giá bán được chứ tội gì thời gian. dạ vâng thì ờ, em sẽ năm nay sẽ hỗ trợ cho tất cả các bác anh em ở các xã các thôn nhé thì các bác cần thì cứ liên hệ trên số màn hình video Em sẽ vào tận vườn Em uh, phân tích cũng như là hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các bác Giúp đỡ tất cả các bác nha thì uh, hỗ trợ tất cả các bác anh em kỹ thuật ở vườn ấy là giúp đỡ tất cả các bác anh em không công không lấy tiền gì đâu nhé thế cho nên các bác lưu ý là cái chỗ vấn đề đó là cả cả như trên kênh youtube thì em đã nói các bác rồi em biết đâu em giúp đỡ đến tất cả các bác tận tình đến đó đấy còn xong đến cái thời điểm nó cần thuốc gì phun hay phun thuốc những thuốc gì thì các bác hãy cố gắng đến uh, À, cửa hàng à, à, đại lý Mạnh Quân à, Ở km 66 à, Thuộc xã E Tý Huyện EK tỉnh Đắk Lắc Các bác nhá Cái đấy thì nó gọi là ở thôn đoàn kết 2 Thôn đoàn kết 2 xã E Tý Huyện EK tỉnh Đắk Lắc Cái đấy nó có vài cái lọc thôi cây đấy khoanh rồi Cái đấy nó đang lên cái màu lá nó xanh đen rồi anh ạ đấy, Nó đang lên lá nó sung Nó đang uh, xanh đen hết cái khu vực trên kia Sao à, rồi. xem cái màu lá không cần xem cái hòn không nữa. xem cái màu lá thôi nó ở đây ví dụ ở đây nó có khi khoanh là các bác lưu ý là không được tỉa cành nhá à. khoanh là không được tỉa cành cứ để cho nó rậm như thế khi nào thời điểm mà nó kiểu như nó ra hoa rồi thì lúc đấy mình sẽ tính là mình tỉa những cành là nó không có hoa này những cành là nó rậm quá thì mình sẽ tỉa xong lúc đó mình tỉa thì mình sẽ phun uh, phòng bệnh và thuốc sâu cho, cho 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 hoa lúc khoanh là không được tỉa hả? không khoanh đừng có tỉa Ủa nhà em toàn khoanh trong không? <cười> tỉa <laughs> Khoanh trong tỉa nó thưa là nó hay bật lọc à. Mà cái vải tơ này là khoanh mà tỉa là rất chứ là nguy hiểm Thế Cho nên cứ để cho nó cứ dặn thôi Vì cái giống vải tơ nó khỏe khi nó còn Vải tơ còn vải da thì, thì tỉa. Vải da cũng không tỉa Vì mình để như vậy thì nó sẽ an toàn hơn ừ. Và <laughs> không tỉa không bón phân gì cả Cứ để ở đây thôi <laughs> Đã thời, thời điểm từ bắt đầu từ tháng 9 âm lịch là đổ ra xong bắt đầu chúng ta sẽ phun ổ hoa các bác nhá. Sẽ phun ổ hoa thì nó sẽ an toàn hơn cho tất cả các bác như vậy. Thì ở trên kênh em chia sẻ như vậy thì các bác lưu ý. Có đôi cây bật lọc còn chưa bật lọc. Những cây nào mà bật lọc thì bây giờ cũng phải khoanh lại. Bây giờ không kịp nữa, mới bật lọc bây giờ mới ra nhú được một hai đốt ngón tay này không kịp được. Của em như bên đó là thấy lá ra rồi mà nó khoanh nó vào để chờ đến lần nữa. Không kịp là muộn quá không được đâu ở trong này năm vừa rồi cũng thế hoặc là mọi năm vậy vì trong này nó không có rét có nghĩa là lớp lọc nó vẫn cứ kịp nhưng mà quan trọng là cái thời gian để kịp cho cây vải nó có ủ hoa không thì em phải tính cho các bác con câu này à, tháng 9 là các bác khoanh nhá tháng 10 được một tháng này tháng 11 được hai tháng này tháng 12 là được 3 tháng thì ở ngoài Bắc thì nó có rét thì nó khoảng độ tầm 40 ngày đến 45 ngày đổ ra là cây vải ủ được hoa. Nhưng mà trong Tây Nguyên các bác anh em là phải thấp nhất là nó phải được 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thì nó mới thành công được. Đấy. cho nên là các bác lưu ý là cái thời điểm cuối nó vẫn là của tháng 9. Tháng các 8 quen... có một số người họ khoanh đầu tháng 7 rồi thì... Đầu tháng 7 và đầu tháng 7 và đầu tháng 8 chỉ là khoanh giữ lọc thôi anh ạ. Người ta không muốn bắt lớp lọc nữa mà người ta khoanh để giữ lại, người ta không chăm lọc nữa. Rồi đến lúc là nó liền là mình lại vét lại. Vì ăn xong là mình khoanh vết khác nhé. Liền là khoanh vết khác nhé. không khoanh, khác, không, khoanh vào cái chỗ không khoanh vào chỗ cũ đâu. À. Đây các bác nhìn này. Đấy họ toàn là vét lại cái vết cũ thôi. Đây bác Thụy bác cái khoanh khá sạch này, khoanh như này thì cái tỷ lệ bật lọc nó sẽ không bao giờ bị này. Và cái tầm của bác Thụy khoanh như này là vết khoanh theo như kinh nghiệm của em là đủ độ đau. Bác Thụy ạ. em xin chào anh chị và con các bác nhé dạ vâng em kênh thương hiệu ngạn tv xin chào tới tất cả các bác anh em làm vườn trong tây nguyên nhá dạ vâng công việc của em thì gần như là mở đại lý ở trong này cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật ở trong này thì gần như là đã hoàn tất sắp xong rồi các bác nhá em quay cho các bác địa chỉ này để cho các bác nắm được địa chỉ thì ở km 66 quốc lộ 26 xã e tý huyện ea tỉnh đắk lắc các bác nhá cho các bác xem này Hiện ta giờ đã đang xếp và trưng bày thuốc đây cho tất cả các bác đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác một số sản phẩm bên chỗ đại lý em nhé để cho các bác nắm được. thì hiện tại ngoài bắc mấy hôm nay đang thì mưa lũ cũng như là ngập đường cũng như là vận chuyển thuốc thì hiện tại giờ chưa thể vào được thì em cũng may quá cái trầu vừa rồi là nó không bị mưa nên em đã thị này là chính xác là hay theo dõi kênh của em không? Đúng rồi. Hay theo dõi các anh em vào Theo dõi thằng Xuyên mà. À theo dõi thằng Xuyên à. Năm vừa rồi được mấy tấn? Năm vừa rồi bói bói được uh, tấn rưỡi. À năm vừa rồi vừa này bói mình được tấn rưỡi. Vừa thế vừa là vừa. thế là chúng bất mùa mình vẫn được là thành công gần gì? <laughs> rồi, nhà có được quả nào đâu mà. Vâng, thời điểm đó là bác cũng theo em là tưới nước kích hoa đúng không? vâng Ngày đúng rồi cái sáng tuổi nó cái chóa trụ này ra thì như thế hàm được ông ấy tuổi đây à về về sau là được mấy tạ đấy cho nhà đấy gì ở cái nhà hải vấn đấy ông hục theo ra hơn ông được bảy tạ à gọi là tưới kiểu như không sợ không dám tưới cả vườn tưới thử đấy phải không dạ vâng dạ à, vâng vâng thì... vâng thì đấy là cái, cái 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 kinh nghiệm cũng như là cái cách mà em làm em biết chia sẻ cho à, tất cả các bác ấy rồi thì là cơ bản là các bác lại cứ sợ và em là người ở trên mạng là không tin rồi mới bán thuốc không tin nhưng thực chất thì cái đấy là em giúp đỡ cho tất cả các bác anh em khi em biết là em làm giúp đỡ tất cả các bác đâu em vào đây gần hai ngàn cây số mà em vào đây em tận vườn em hỗ trợ tất cả các bác em không lấy nghìn công nào cả thế cho nên là các bác anh em phải lưu ý là cái việc thực thì anh em biết là chia sẻ lẫn nhau thôi để giúp đỡ anh em làm vải sao cho nó cùng nhau nó hiệu quả kinh tế cao đúng không mình không cần phải đi làm ở đâu xa mà mình làm chính trên cái cây vải cho nó ra trái, làm đẹp để mình kiếm cái thu nhập trên chính cái mảnh đất quê hương mà mình trồng cây và mình gây dựng để có một cái thương hiệu cho tất cả các bác anh em như vậy các bác nhé. Thì các bác e sâu e xa thì các bác cứ bình tĩnh. À, các bác khách hàng đã lấy thuốc của Mạnh Quân rồi thì các bác cứ bình tĩnh nhá. Năm nay cái quan trọng nhất là cái bước đầu là bước một chúng ta phải làm thế nào để cho cây cây vải được ra hoa đã. Khi ra hoa rồi thì cái vấn đề để làm đẹp vải xuất khẩu thì cái đó hãy để em lo cho các bác các bác chỉ có ra lấy thuốc về phun thôi thời điểm phun như thế nào và cách phun kỹ thuật phun như nào để làm đẹp trái và từng giai đoạn như thế nào cái đó là uh, em là mạnh quân em sẽ lo cho các bác cái vấn đề đó các bác không phải lo cái đấy làm gì do đau đầu cả làm đẹp hãy để em còn cái công việc bây giờ em và các bác làm sao là để cho cái cây vải nó phải ra được hoa mới là cái quan trọng đúng không ạ Bước 1 có hoa thì bước 2 mình mới tính cái vấn đề phải chăm sóc cũng như là đầu tư các bác nhá. Thế cho nên là các bác lưu ý là mình làm nó phải theo đường đúng quy trình và theo đúng cái kỹ thuật làm sao để tránh cái tình trạng mất mùa các bác. Thì những cái năm vừa rồi ý, thì uh, 2004 này ngoài Bắc ngoài Nam cũng mất mùa thì nó do là cái thực thực sự nó gọi là do cái thời tiết chung cả Thế cho nên là anh em mình cũng cố gắng hết cỡ rồi phải không? Tất cả các uh, cao thủ Tất cả các anh em kỹ thuật nhà vườn Cũng làm cũng như là gần như hết Hết cách rồi Nhưng mà nó do thời tiết nó không ra được các bạn Ngoài Bắc thì nó lúc nó ra được khoảng độ Tầm hai uh, đốn ngón tay rồi Nhưng mà bén được cái đợt rét cuối cùng của Giữa tháng riêng âm lịch ấy, Thì bắt đầu nó thui nó hỏng hết hoa các bạn thì, uh, Các vị là hai hai món phân gì? Đấy, tôi đi... Cái đất này, đất cát này đẹp nhỉ? Đấy tôi nói thẳng với anh, tôi bọn đá thổ cái loài mà đứng dung lộc này Và Là tôi bọn cái lượng đàm nhiều nhưng mà vẫn NPK Và Nhưng mà lượng đàm nhiều Tháo kem theo Nói chung thì em bảo bác nghe này Ở trong này cái phân gà nó nhiều lắm Phân hữu cơ nó rất chi là nhiều Cái đấy nó rẻ mà nó dễ sử dụng Thì khi các bác mà muốn dùng phân hữu cơ phân gà ấy là Ví dụ như năm nay này các bác là cắt tỉa cành xong thu hoạch xong cắt tỉa xong xong mua phân về để ủ ngay để ủ, ủ hại mục luôn. Xong rồi đến lúc nào có quả là bác là các bác mới để cho giải bao ra đây trước để chuẩn bị là cứ hôm nào tưới mình lại xịt vào cái bao cho nó chảy phân ra. Đấy. Vâng, cái cà té ra như này cũng được. Bác làm hố như này thì giải lung quanh. Vâng này này à. không phân, đây thế này. Này ờ, phân, thì phân bò gì Vâng, thấy là tốt rồi đấy nó cũng có phần hữu cơ là được phân nói chung là về vải làm đẹp thì các bác phải hạn chế khi chăm lọc thì bác có thể vãi đạm được nhưng khi chăm quả là đặc biệt không được vãi đạm đấy là tại sao vì nó mỏng mo, nó dễ nứt quả và nó thay hay bị thâm nói thâm đấy ở trong này ở trong này là các bác là <laughs> ở trong này các bác anh em là các bác anh em là bán ở vườn nhá còn nếu mà đem ra lên lồng thồ như ngoài bắc món em ấy đi kèm khoảng độ hai cây số à thâm thèo hết dập dầu thâm thèo không ai mua đâu đấy đấy không bao giờ được, vãi đạm vì tất cả các bác đã dùng phân cân đối rồi thì không phải bổ sung thêm đạm nữa đấy chúng ta chỉ cần bổ thêm sung chút kali nữa để cho nó ngọt quả này mới cho nó nó nó, nó nặng quả thôi đấy thì cho nên là các bác anh em phải lưu ý thì như vậy nhé anh nói là như vậy không nên bọn phân đàm đơn ha <laughs> đúng rồi có nghĩa là khi mình làm lọc cái này này ừ. bác có thể bón một cho đến hai lần nhưng mà bác đặc biệt là cũng không nên lạm dụng mà bón nó nhiều quá khi cái cái giải đất của bác nó thừa đạm thì nó sau này cái tỷ lệ của cái thâm của thâm của đầu gai ấy, đầu gai quả ấy, bác hiểu không nó sẽ không được trong quả đâu đấy Đấy, cái mình cắt xuống cái là nó thâm. Vâng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nó, nó không... Cắt cho nó thâm đây tiện đây để em đo cái máy pH đó để em đo cho bác xem nó à. dinh dưỡng như thế nào. Hôm vừa rồi đem đem lên máy bay cái này nó nhọn, ừ. không đem lên máy bay thế và sau lại phải vất ở sân bay xong lại bảo mày có cái người nhà làm mua bên phòng vé máy bay bắt đầu mới lại gửi về bên uh, uh, gửi bi điện cho, không ừ. về đây mới nhận <laughs> được máy <laughs> ngày cái này nó đi lên máy bay không cho đi à? à em nói <laughs> các bác nghe này nhá, khi đất nhá, các bác biết là phân nào nó gây cho chua đất nhất không? Đấy, ừ. thế cho nên các bác phải lưu ý nhé, để tí nữa em sẽ kiểm tra lại nhá. 100% cái này pH khá thấp rồi. Ừ. Thì uh, pH mà đã khá thấp thì đồng việc với cái việc mà các bác bón phân nó sẽ không mà hấp thụ được hết phân bao giờ. Ừ. Đấy, pH thấp là có nghĩa là những cái này thì bác sẽ uh, phải xử lý vôi cho em nhá, Vừa vãi vôi bao giờ chưa? Dạ, nhưng... Vãi nhiều vôi gì, nhưng mà là bác lại bón nhiều đạm. Đúng không? Dạ, rồi em điểm sẽ chờ khoảng độ tầm uh, 7 đến 10 phút Đấy, thì các bác để xem cái độ pH nó như thế nào nhé Thì à, khi cái lân em nói là cái phân nào nó gây ra chua đất nhất thì là cái đạm và cái lân. Đạm và lân là gây ra chua đất nhất. À, lân chua. Vâng, lân chua và đạm chua. Đấy, thế cho nên là thường anh em bón là cơ bản là do mình bón là cái hàm lượng lân mới lân lân đơn này, hoặc là mới lại đạm đơn này, đạm trắng ấy thì chúng ta bón đây là anh em là bón nó nhiều quá chẳng hạn như bác là lúc này bác bác Thụy nói là những cái cây như này là đa số là bổ sung về đạm nhiều không? toàn đạm thôi thế cho nên là nó sẽ gây cho chua đất thì độ chua đất cũng như độ pH của đất sẽ nó sẽ cao nó sẽ thấp đấy các bạn đấy cho nên là anh em phải lưu ý là mình bón uh, giai đoạn trăm quả nên các bác cứ bón đợt đầu bón khoảng độ 15 15 xong đợt sau là 20 20. Đấy mình bón như vậy. Nếu thời điểm mà có hoa nhá bác Thủy nhá Nếu thời điểm có hoa cái là bác đằng nào bác cũng phải tưới cho hoa rồi dạ. Là lúc đó bác sẽ mua vôi bọn ủ từ bây giờ đi dạ. Để tơi ra xong bắt đầu bác vãi lùng quanh gốc này xong bác tưới luôn nhá Tức là Ủ theo phân Ủa, ủ theo vân, hoặc là vãi vôi một người vãi vôi một người tưới nước luôn dạ. Đấy vì tại sao Vì một số anh em vãi vôi là vẫn chưa biết cách vãi vôi Vãi vôi mà các bác vãi đây mà để qua đêm mà xương nó xuống mà các bác không tưới xuống ấy thì vôi nó sẽ đóng quánh lại nó kết tủa nó bám trên mặt đất nó thành một lớp cứng như là xi măng luôn nó không có cái gì gọi là hấp thụ được do đất cả thế cho nên các bác phải lưu bón vôi là các bác phải tưới tại sao ở ngoài bác con em là một là vãi theo mưa hai là chúng em bón bón trong năm tưới đấy như đặt ở video cũng như trên kênh em vẫn làm ấy. đấy thế cho nên là các bác lưu ý nhá này các bác này độ pH của đất của nhà bác ấy, hiện tại bây giờ nó mới vào được vào 6 thôi thì nói 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 chung nó thấp nhất nó phải được tầm tầm 6,5 ừ. thấp nhất nó phải được tầm 6,5 thì nó ok đây là hơi thấp còn chưa đến 6 này em cứ gọi cho 6 này đây nó vào 58 thôi đấy như này là hơi thấp đấy, để, để, xử, để xử lý của cái pH đất này thì thôi để còn thời gian cái quan trọng là đến lúc có hoa thì các bạn anh em hãy cố gắng là vãi vôi bột và lúc có hoa này, vãi vôi bột và tưới luôn đừng có để qua đêm vì ở trong miền Nam này là về đêm là nó hay có lạnh, có lạnh mới có sương và hay đá mưa, mưa lại không mưa to nên nó chỉ là để kết tủa thôi. Đấy, cho nên là nó không vôi nó không có, có, cái 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 thẩm thấu xuống đất thì nó không không xử lý được cái gì cả. Đấy. Thế anh cái vườn năm thứ năm thế này đã đạt tiêu chuẩn chưa? Vườn năm thứ năm như cây này là khá đạt này, cây này đạt rồi. Ở ngoài Bắc năm năm không bao được to được như này được. Vâng. 14 <laughs> năm thôi 4 năm à Đấy 4 năm mà to như này rồi <laughs> Mà bắt quả từ năm ngoái rồi rồi. rồi rồi Các bác xem video thấy hay hữu ích thì Cho em xin like đăng ký chia sẻ cho kênh Thương hiệu Động TV nhá Rồi chào anh chị Chào hai bác nhá Vâng. <laughs> hãy cố gắng nếu mà quên thì hãy cố gắng vào video này xem lại xong là anh các bác có cái cách làm vì em làm video là để cho cũng như là để mình có một cái nền tảng trước để anh em chuẩn có cái sự chuẩn bị các bác nhé còn thời điểm nào phun thuốc gì thì các bác hãy ra uh, Cửa hàng uh, Chỗ km 66 quốc lộ 26 Thuộc uh, thôn đoàn kết 2 Xã E Tý huyện EK tỉnh Lắc Lắc các bác nhé Rồi thân ái chào tạm biệt tất cả các bác